Chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Dại khôn ở đời, tác giả Nguyễn Thơ, phần 4. Ông Lầm gọi điện cho con trai, nhưng Thái đang trong phòng mổ không nghe máy. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Anh là bác sĩ nhưng chỉ đi chữa bệnh cho thiên hạ thôi, còn vợ mình thì cấp cứu đến lần thứ hai anh vẫn không hề hay biết. Biết được lần này Phương về sẽ khó sống với mẹ chồng, nên bà Ngát xin phép đưa con gái về nhà mình để chăm sóc. Cuối tuần Thái mới về, biết vợ mình mới mổ cấp cứu đang ở bên mẹ, anh xin phép đón Phương và chở cô về nhà. Khi cô vừa xuống xe và rón rén bước vào sân, bà Lầm nhìn thấy con dâu liền quay ngoắt đi vào trong. Con bé Sâu chạy ra gọi to: "À, mẹ về rồi, mẹ đi đâu mà lâu thế?" Phương cúi xuống xoa đầu con, cô muốn ôm nó vào lòng, bế lên và thơm vào đôi má của nó, nhưng cô không thể vì sức khỏe còn rất yếu. Bấy giờ bà Lầm ra ngoài nạt lớn: "Con kia, có vào nhà không? Vào dọn ngay cái đống đồ chơi của mày đi, nếu không tao đáp hết đi bây giờ." Bé Sâu sợ hãi liền chạy vụt vào trong nhà. Đống đồ chơi của nó gồm những mẩu gỗ vụn và những con hạc giấy mà Phương đã gấp cho con chơi. Nó vội vàng nhặt hết những thứ đó vào một cái rổ tre, rồi bê vào đến bên giường của bố mẹ. Phương biết mẹ chồng đang bực bội trong lòng. Phương bước lên bậc cửa rồi khẽ chào: "Con chào mẹ." Bà Lầm không đáp lời con dâu, bà đi thẳng xuống dưới bếp. Thái đỡ vợ nằm xuống giường, chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe tiếng mẹ gọi: "Anh Thái đâu? Đi mua thức ăn về mà nấu cơm cho vợ anh. Mấy hôm nay tôi mệt chẳng muốn gì cả." Phương trào nước mắt. Bà mệt mà tiếng vẫn sang xả to như cái loa. Không biết rồi những ngày tiếp theo cô có sống nổi với bà mẹ chồng này hay không. Từ khi biết tin Phương bị cắt buồng trứng không thể sinh con được, bà Lầm càng như muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Con trai bà là bác sĩ hẳn hoi, nó thiếu gì đứa theo không? Nhưng bà lại không dám làm điều đó, vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai bà. Vậy là bà cứ lồng lộn lên như điên cả ngày, bao nhiêu bực tức cứ chút cả lên con và cháu. Nhà có phúc con đàn cháu đống, nhà vô phúc một mống một rễ. Anh xem tính thế nào thì tính, chứ tôi không bao giờ chấp nhận cảnh có độc nhất một đứa cháu gái đâu nha. Sau này lớn lên nó đi theo chồng, lấy ai cúng cho ông bà tổ tiên? Chả nhẽ chúng tôi sau này thành ma đói ma khát hả? Rồi còn anh nữa đấy, sau này lấy đứa nào chống gậy đây? Thái đang ngồi chơi với con thấy mẹ nói vậy đành gắt lên: "Ôi giời, mẹ không lo giữ sức khỏe đi, cứ lo chuyện linh tinh. Con trai không có thì con gái con rể cũng chưa làm sao." Bà Lầm mặt đỏ tía tai, hai tay chống nạnh mắt trợn ngược lên hằn học: "Tới giờ này mà nó còn nói giọng bênh vợ chậm chạp à? Con trai bà khỏe mạnh bình thường, nó có thể sinh 5-10 đứa con, vậy mà phải chịu cảnh tuyệt tử tuyệt tôn cùng với cái loại gái độc kia sao?" Sức khỏe của Phương cũng bình phục dần dần, cô bắt đầu dậy nấu cơm và dọn dẹp việc nhà. Bà Lầm cả ngày mặt nặng mày nhẹ, trong lòng bực bội, lúc nào cũng vơ chó mèo vào để chửi. Việc mong mỏi thằng cháu đích tôn đã không thành, lúc này Phương chẳng khác nào như cái gai trong mắt bà. Dục thì không chịu sinh đẻ, con nói thì lại còn bảo là con Sâu lên năm mới đẻ tiếp. Bây giờ thì hay rồi, là đàn bà đấy, nhưng khác gì người được đâu. Bà cay cú con mẹ thầy bói nói láo, bây giờ thì hối cũng không kịp nữa. Biết thế này, bà để cho con trai bà lấy con tuyển y tá cho xong. Rồi bà chịu không được nữa, bà gọi vợ chồng Thái lại và nói: "Nhà này xưa nay mỗi đời đều có ít nhất một người nối dõi, chả nhẽ bây giờ chịu mất giống hay sao? Chúng tôi già rồi, cũng chẳng biết nay mai sống chết ra sao. Ước nguyện cuối cùng vẫn là mong có đứa cháu chống gậy, nhưng chị Phương thì lại không đẻ được nữa. Vậy tôi muốn anh làm thế nào thì làm, đem về đây cho tôi thằng cháu trai." Anh gắt lên: "Mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con đem làm sao được cháu trai về cho mẹ bây giờ?" "Anh không hiểu tôi nói gì à? Hay là anh để tôi nói thẳng ra vậy? Xóm trong có con gái bà Cận, nó tuổi hùm không ai dám lấy. Năm nay cũng tới 30 rồi, tôi sẽ sang hỏi ông ấy. Tôi sẽ sang hỏi ông bà ấy, anh kiếm được thằng con trai qua lại cho chúng tôi nhận cháu." Lúc này Phương mới cất lời: "Con không đồng ý việc làm này của mẹ đâu. Chúng con đang sống rất hạnh phúc kia mà. Mẹ làm thế là chia rẽ chúng con đấy."
Nói rồi nước mắt của Phương cứ thế rơi không ngớt, trong lòng lại bắt đầu đau nhói. Thấy thái độ của con dâu và ngồi dậy nạt lớn: "Chị như vậy là láo lắm đi nhé, tôi chưa nói xong cơ mà. Có thứ con dâu ở đâu mẹ chồng đang nói chuyện lại nhảy vào mồm người ta như thế không? Chị bảo tôi chưa rẽ, đây là từ miệng chị nói ra thôi, chứ tôi không đuổi chị, cũng không bắt anh chị bỏ nhau. Chị giỏi sao không để thằng cháu trai cho tôi đi?" Rồi bà gằn giọng: "Còn anh Thái, bây giờ nghe tôi hay đi theo vợ?" Thái đành ngồi yên không biết trả lời sao. Ba anh nãy giờ không nói gì, đến lúc này ông mới lên tiếng: "Mẹ con nói đúng đấy, mình làm có đầu có đuôi, chứ không phải vụng trộm gì đâu. Con Phương không đẻ được thì phải chấp nhận, đó là số phận, không thể vì nó mà gia đình này phải chịu cảnh không người nối dõi được." Thái ngồi vò đầu, lòng dạ rối bời trước những lời nói của bố mẹ. Chuyện muốn có thằng con trai thì anh không thể phủ nhận, nhưng anh không muốn Phương đau lòng, đành cứ ngồi yên cho mẹ anh nói từ đầu đến cuối về kế hoạch kiếm thằng cháu đích tôn. Là đàn ông đã từng ra ngoài học cao hiểu rộng thì càng phải mạnh bạo lên mới làm được việc lớn. Ngày lễ nên Thái được nghỉ 4 ngày. Anh định nhân cơ hội này ở bên cạnh vợ con, bù đắp những thời gian anh vắng nhà. Nhưng mới qua ngày đầu tiên, anh đã muốn bỏ lên bệnh viện rồi. Nếu anh còn ở nhà, chắc chắn bà Lâm sẽ ép anh sang nhà bà Cận bằng được. Đêm ấy, Phương nói với chồng trong nước mắt: "Chúng mình nuôi bé sâu lên người là đủ rồi, phải không anh?" "Ừ, vậy thôi em đừng buồn nữa." Thái nên tiếng thở dài, đầu óc như rối bời, không biết tiếp tục cuộc sống ra sao. Giá như mà anh chỉ có thêm thằng con trai thì cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn, bố mẹ anh cũng vui, và chắc chắn họ sẽ sống thọ bên con cháu. Hôm sau Thái dậy rất sớm rồi dắt xe đi. Đến buổi mà không thấy con trai đâu thì hỏi Phương: "Thằng Thái nó đi đâu rồi?" "Dạ, nhà con đi làm từ sáng rồi ạ." Nghe tới câu này bà bỗng nổi giận, đỏ mặt tía tai, miệng bà phồng lên quát lớn: "Nó được nghỉ 4 ngày kia mà, chị đã nói sao để nó bỏ đi? Giữ khư khư mà như người được không đẻ được thì giữ để làm cái gì hả? Tôi đã nhân nhượng lắm rồi, nếu không tôi đuổi chị đi từ ngày biết chị không đẻ được kia." Phương không bất ngờ lời nói của mẹ chồng, vì cô quá hiểu tính cách của bà. Biết bà đang giận, nhưng cô không thể nín nhịn thêm được nữa. Tại sao mẹ lại cứ xen vào chuyện vợ chồng của cô? Họ đã có bé sâu và đang sống rất yên ổn. Bà mong mỏi đứa cháu trai, nhưng đây là việc làm không đúng với lương tâm. Cô giận lắm, nhưng vẫn lấy phép và nói: "Dạ, là anh ấy tự đi chứ con không ép gì đâu. Việc con cái, mẹ để từ vợ chồng con giải quyết đi ạ." Lúc này bà càng giận dữ chỉ vào mặt con dâu và nói: "Chị nói từ quyết định, thấy con sâu bằng từng này rồi, tại sao không có em? Cái loại đích đặc, ăn cho lắm không để được mà còn đòi giữ. Biết điều thì gọi ngay nó về cho tôi." Nghe tới câu này, bỗng dưng Phương cảm thấy uất nghẹn lên tận cổ. Tất cả là do bệnh tật không may, chứ cô đâu có lỗi gì. Việc sinh thêm một đứa con cô cũng muốn lắm chứ, nhưng tới lúc này cô đã hoàn toàn bất lực mất rồi. Những lời cay nghiệt ấy như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào ruột gan, làm Phương đau đớn đến tột cùng. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ chồng, cố nghẹn ngào nói từng câu: "Mẹ ơi, xin mẹ hãy để cho chúng con được sống yên đi ạ." "À, mày dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Nhà này từ trước tới giờ trai gái đều là con đàn cháu đống, chỉ có giống nghiệp chủng như mày mới không đẻ được thôi. Bây giờ lại còn dám lên mặt dạy đời với tao à? Bố mẹ mày ăn cái gì mà đẻ ra cái loại láo toét? Nếu ông bà ấy không biết dạy mày thì để tao." Phương ngồi im, mặt nóng ran, nước mắt chảy ròng ròng. Cô cảm giác như bà sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi nên cũng sợ lắm. Thấy con dâu biến im lặng không nói, bà gào lên tiếp: "Khôn hồn, gọi thằng chồng chị về đây cho tôi, gọi ngay lúc này, mau lên." Phương run run, tay mở điện thoại bấm gọi cho chồng, nhưng rất chuông mà không thấy anh nghe máy. Bỗng dưng cô cũng thấy sốt ruột, định bấm gọi lại thêm lần nữa. Bà Lâm giơ tay giằng điện thoại, miệng hét lên: "Đưa đây cho tôi, chị muốn chống đối phải không?" Vì mắt kém nên bà dí sát mặt vào bàn phím điện thoại đen trắng, cuối cùng thì cũng đưa được lên tai mà nghe. Vừa dứt chuông, bên kia có tiếng nói của Thái: "Alo, có việc gì mà em gọi cho anh giờ này thế?" Nghe tiếng con trai ngọt ngào với vợ nó đang trong cơn giận dữ như điên lên, bà rít trong cổ họng: "Là con mẹ mày đây, khôn hồn dẫn cái xác về nhà ngay, tao bảo." Nói đoạn
bà quăng trả điện thoại cho con dâu rồi bỏ vào trong nhà. Vừa bước đi miệng không quên lẩm bẩm: cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt, đúng là cái lũ ngu, không còn ra cái thể thống gì nữa, nhà này hết phúc thật rồi. Còn lại một mình, Phương ngồi suy nghĩ miên man, nước mắt vẫn tuôn ròng ròng. Tại sao các cụ lại cứ nặng nề về cháu đích tôn lên thế? Đã sinh con ra, dù trai hay gái cứ nuôi dạy cho tốt, sau này nó trở thành người sống có ích là được rồi. Những ngày tiếp theo đó, Phương sống trong khổ sở vì sự giận dữ của mẹ chồng. Bà mải mê bày mưu tính kế kiếm thằng cháu nội nên bỏ bê mọi việc. Ruộng vườn nhà cửa bà để mặc cho con dâu muốn làm gì thì làm. Bữa cơm bà không thể ngồi chung mâm với Phương. Sáng ra mở mắt là bà mở miệng chửi bóng, chửi gió. Rồi bà ta tới nhà bà Cận đặt vấn đề với con gái bà ấy, nhờ sinh hộ cho thằng cháu nội. Chẳng biết họ hợp đồng thế nào, nhưng sau khi ở nhà bà Cận về, bà Lầm lại tiếp tục bài ca muôn thuở, chửi con dâu. Hôm ấy, Phương cảm thấy trong người mệt mỏi, mẹ chồng ca nhạc lâu quá, cô không thể chịu được liền cãi một câu: mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ cứ suốt ngày như thế này chắc con không chịu nổi mất. Ruộng ngoài đồng thì cằn khô, cỏ bờ tốt ngập một mình con làm không xuể, lại lợn gà cần phải cho ăn và dọn chuồng hàng ngày. Mẹ không đỡ đần con được thì thôi, xin mẹ để cho con yên tĩnh đầu óc để còn làm việc. Mọi lần bà chửi chán mà nó không cãi thì lại cảm thấy tức, trong miệng lầu bầu rằng: mày ăn gì mà cái mồm mày câm như hến, mày coi khinh bà già này không thèm bắt lời phải không? Nhưng hôm nay khi nghe con dâu vừa cãi dứt lời, bà sấn sổ đến bên cạnh cô và quát lớn: mày về hỏi bố mẹ mày bên nhà rằng đi lấy chồng mà cãi mẹ chồng như thế có đúng không? Rốt cuộc mày là con hay là mẹ tao? Gia đình này cưới mày về không phải chỉ để cho mày ăn rồi làm ba cái việc vớ vẩn. Điều tao cần là một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường, mày nhớ chưa? Nếu không thể đẻ được, không muốn ra đi để cho con trai tao lấy vợ khác thì cũng phải biết đường động viên cho nó kiếm con. Làm cái thân đàn bà mà không đẻ được là tội lỗi lớn. Tại sao mày không biết điều đó mà còn giữ con trai tao khư khư để làm cái gì? Vừa đau khổ, vừa uất ức, nhưng Phương vì con mà cố gắng răng chịu đựng. Hàng ngày cô vẫn đổi tội làm mọi việc, tối đến ôm con khóc thầm trong buồng. Thái ít về nhà hơn trước, có lần cả mấy tháng anh mới qua thăm vợ một lần. Hôm đó sau bữa cơm tối, khi vào buồng, Thái nghiêm mặt nói với Phương: em này, anh có chuyện rất quan trọng muốn bàn với em. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, Phương sốt ruột hỏi: chuyện gì thế, anh nói mau đi. Rồi Thái nói: ở gần chỗ anh có cô sinh viên chẳng may lầm lỡ, nhưng vì cái thai đã lớn lên nên việc phá bỏ rất nguy hiểm. Qua siêu âm, anh biết cái thai đó là con trai, nên anh thỏa thuận với cô gái đó giữ cái thai lại. Sau khi cô ta sinh, vợ chồng anh sẽ nhận nuôi đứa bé, đổi lại anh sẽ trả phí cho cô gái kia. Phương nghe cũng có lý nên đã đồng ý ngay. Cô hồi hộp mong ngày được đón đứa bé, nhưng lại lo lắng một điều, đó là liệu bố mẹ chồng cô có đồng ý hay không. Thấy vợ băn khoăn, Thái nói: anh nói chuyện với bố mẹ rồi, ông bà đồng ý ngay, em khỏi lo. Cô gái gần tới ngày sinh, Thái đón mẹ mình lên chăm sóc từ mấy hôm trước. Bà Lầm như bắt được vàng, bà khăn gói lên thành phố chuẩn bị đón thằng cháu trai mà Thái đã bí mật nói riêng với bà. Nó chính là thằng cháu đích tôn mà bà mong chờ bấy lâu nay. Cô gái ấy chính là Tuyền, không ai khác. Nhưng Phương và cả cái làng này không muốn ai biết. Điều bí mật ấy chỉ có Thái và ông bà Lầm biết mà thôi. Thái nói theo như hợp đồng, sau khi cô gái ấy sinh sẽ giao con cho Thái mang về để Phương nuôi, và họ sẽ cắt mọi liên lạc với nhau. Nhưng bà Lầm đi cả tháng rồi mà hai mẹ con họ vẫn chưa về. Phương ở nhà lăn lộn hết việc đồng đến việc nhà, quay như trong trắng. Rồi bà Lầm trở về, mặt mày sáng sủa. Đúng là lên thành phố có hơn một tháng, nhìn bà khác hẳn. Chân tay trắng trẻo, da rẻ hồng hào, không giống như người làm ruộng. Bà nói vì thằng nhỏ còn yếu nên chưa tách khỏi mẹ nó được, cần phải chờ thêm một thời gian. Rồi bà bán hết lợn gà, sau đó đem tiền đi lên thành phố, không đói hoài gì đến nhà cửa ruộng vườn. Bà hạnh phúc bên thằng cháu trai đang lớn lên mỗi ngày. Vậy là cuộc đời của bà không còn phải lo gì về chuyện không có thằng nối dõi nữa. Phương càng chờ càng mất, không thấy mẹ con bà Lầm đưa thằng bé về. Linh tính như có điều gì đó không bình thường, cô gọi điện hỏi chồng thì anh nói: để từ từ, thằng bé cứng cáp rồi anh sẽ đưa con về với em. Dù sao ở trên này điều kiện chăm sóc cũng tốt hơn.
có bà nội ở đây rồi, em khỏi lo. Vốn dĩ anh không hề yêu Phương, mà chỉ đồng ý cưới theo ý của mẹ anh. Và lại, vợ chồng chả có mấy thời gian gần gũi nhau, nên Thái chỉ coi Phương là trách nhiệm của mình mà thôi. Thời gian hạnh phúc của anh là được bên cạnh người mà anh yêu. Đã vậy, nay cô còn sinh cho anh thằng con trai bụ bấm, đồng ý của bố mẹ anh. Khi lô chín, bà Lầm thuê người gặt, sau đó bán hết sạch số tóc trong nhà. Bà gọi người bán cả trâu, sau đó tìm người cho thuê ruộng rồi lấy tiền trước. Bà gọi con dâu tới rồi nói: bố mẹ phải lên chỗ thằng Thái xem thế nào, con cho cháu về bên ngoài ở ít bữa rồi tính sau. Thằng bé nó sinh thiếu tháng nên yếu lắm, cần phải chăm sóc cẩn thận. Ruộng mẹ cho thuê hết cả rồi, con không phải lo gì. Phương không kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết răm rắp làm theo lời đề nghị của nhà chồng. Trong khi cuộc sống đang yên bình, bỗng đâu giông bão bất ngờ ập xuống, làm Phương bơ phờ như cây gặp bão. Tất cả mọi thứ bị đảo lộn, những chuyện không thể ngờ cứ thế diễn ra, làm cho con người ta không trở tay kịp. Phương gói ghém quần áo rồi đưa con về bên ngoài. Bố cô tưởng con gái ăn ở có bề gì nên bị nhà chồng đuổi. Lúc mấy giờ Phương mới kể chuyện thằng con trai cho bố mẹ mình nghe. Bà ngất giật mình nhìn con gái, linh tính của người mẹ như thầm nói với bà, có chuyện gì đó chẳng lành đang xen vào hạnh phúc của con gái. Bố của Phương không cho mẹ con cô ở lại mà bắt con gái phải về nhà chồng. Nhưng hai ông bà Lầm đã khóa cửa lên thành phố nên ông đành chấp nhận cho hai mẹ con ở lại. Ông nói giọng cộc cằn: sống quê cha là ma quê chồng, ở đây vài hôm thôi, khi nào ông bà về là phải trở lại mà lo việc nhà chồng. Nếu ở lâu quá, dân làng người ta nói mày bỏ chồng về đây là không được đâu đấy. Ông bà Lầm mang tiền lên thành phố ở cùng Tuyền và thằng cháu Đức Tôn. Tuyền chỉ ăn và nằm rồi cho con bố, còn tất cả mọi việc đều tay bà Lầm. Từ đi chợ, nấu cơm, giặt tã lót cho đến dọn nhà, cháu tẻ hay bày ra tá cũng đến tay bà. Đêm đến nó khóc, bà cũng bế trên tay đi loanh quanh ả ơi cho nó ngủ. Chả bù cho lúc Phương đẻ con sâu, bà cũng còn không biết đến mặt cháu tròn hay méo, tất cả chỉ có bà ngoại trông nom mà thôi. Nhìn thằng bé phỏng phao mỗi ngày, bà Lầm mừng lắm. Ngoài lúc phải dọn dẹp nấu nướng, bà chỉ dành phần được với cháu. Bỗng dưng Tuyền bật cười và nói: mẹ này, trước kia mẹ cấm bọn con là một sai lầm lớn, thế bây giờ bố mẹ định tính thế nào? Bà Lầm mà mờ nói: thì cũng phải từ từ mới tính được con à. Bà không dám làm cho Tuyền phật lòng, bởi cô giận mà ôm con đi là bà sẽ mất cháu ngay lập tức. Biết được điểm yếu của bà, Tuyền bắt đầu lên kế hoạch chiếm chỗ của Phương. Hay là mẹ lên trên này ở luôn với con đi, khi cháu được 6 tháng, hai ông bà ở nhà trông nó cho con đi làm. Bà Lầm ra trường suy nghĩ, trâu bò lợn gà đã bán hết rồi, mấy xào ruộng cũng đã cho thuê, cần thiết về bán luôn cho người ta cũng được, đầy người muốn có ruộng để canh tác kia mà. Nhưng còn cái nhà đóng cửa lâu quá cũng không được, nhớ đâu con bé Phương nó lại muốn quay về đó thì làm sao? Như đoán được suy nghĩ của bà, Tuyền bắt đầu tấn công tiếp. Mẹ bán luôn cái nhà dưới quê ấy đi, rồi chúng con thêm tiền mua một căn trên này. Hai chúng con cùng làm một công việc, sau này mở phòng khám có mà hái ra tiền. Mẹ chỉ ở nhà trông cháu thôi, không phải lội ruộng chân trâu khổ cực như ở quê nữa. Hết phần 4. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio đêm an lành và giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.